Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Sáng ngày 21 tháng 8, liên tiếp 3 trận động đất đều có độ lớn trên 3,0 độ Richter đã xảy ra ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, nối dài vào 10 trận động đất xảy ra tại đây trước đó một ngày. Việc các trận động đất liên tiếp xảy ra khiến người dân lo lắng. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, lúc 7 giờ 33 phút 41 giây ngày 21 tháng 8, một trận động đất có độ lớn 3,3, độ sâu khoảng 8,1 km xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Tiếp đó, lúc 7 giờ 59 phút 3 giây ngày 21 tháng 8, cũng tại khu vực này đã xảy ra trận động đất có độ lớn 3,1, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Lúc 8 giờ 30 phút 57 giây, một trận động đất có độ lớn 3,0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km tiếp tục xảy ra. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó, ngày 20 tháng 8, tại đây đã xảy ra 10 trận động đất. Đa phần các trận động đất đều có độ lớn trên 3,0 độ Richter. Trận có cường độ lớn nhất là 4,2 độ Richter, gây rung lắc cho cả khu vực rộng lớn là các tỉnh lân cận như Đắk Lắk, Gia Lai. Những trận động đất liên tiếp xảy ra tại đây đặt ra câu hỏi liệu có điều gì đó bất thường. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, hoạt động động đất thường xảy ra theo chuỗi. Động đất kích thích cũng xảy ra theo chu kỳ. Có những thời điểm động đất xảy ra dồn dập, có thời kỳ thưa hơn. Trước và sau mỗi trận động đất lớn thường có tiền chấn, dư chấn, tức là có các trận động đất nhỏ. Động đất càng lớn thì tiền chấn, dư chấn càng nhiều. Về những trận động đất rất lớn, có thể có hàng trăm trận động đất nhỏ xảy ra trước và sau đó. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, hiện tại chưa thể dự báo được khi nào tình trạng động đất này sẽ kết thúc. Hiện tượng động đất kích thích do xây dựng hồ thủy điện là hiện tượng phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, không riêng khu vực huyện Con Plong mà các thủy điện ở khu vực sông Đà cũng có động đất kích thích. Thời điểm xảy ra hiện tượng động đất cũng khác nhau. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, động đất kích thích liên quan đến các yếu tố mực nước hồ chứa, tốc độ tích nước hồ chứa. Tuy nhiên, cần có nghiên cứu làm rõ cơ chế tác động, mối quan hệ giữa hoạt động tích nước và động đất kích thích. Mới đây, Viện Vật lý Địa cầu đã lắp thêm một trạm quan trắc tự động ở xã Măng Bút, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Tính đến nay, Viện Vật lý Địa cầu đã lắp đặt 12 trạm quan trắc để theo dõi tình hình động đất tại Kon Tum. Trong đó có 8 trạm cố định và 4 trạm di động. Viện cũng sẽ thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về động đất để đánh giá mức độ hoạt động của động đất ở địa phương này. Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn Con Plong ghi nhận ít nhất hơn 215 trận động đất, trong đó tháng 7 vừa qua ghi nhận khoảng 80 trận. Trận động đất mạnh nhất được ghi nhận từ đầu năm 2024 đến nay có độ lớn 5,0, gây rung lắc tại nhiều tỉnh thành của miền Trung Tây Nguyên. Ông Nguyễn Văn Bay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Tăng, huyện Con Plong cho biết, một số trận động đất lớn đã gây nứt nhà dân. Nhìn chung, người dân đều có tâm lý hoang mang, lo lắng sau trận động đất mạnh 5,0 độ. Trong thời gian qua, xã đã liên tục tổ chức tập luyện cho người dân về các phương án ứng phó với động đất dựa trên tài liệu của Viện Vật lý Địa cầu.